Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Super R1000 RR SB 30 Anniversary Edition 2022 phiên bản kỷ niệm ra mắt. Nhằm kỷ niệm gia đình Flex vừa tròn 30 tuổi, một cái phiên bản Honda Super R1000 RR SB 30 Anniversary Edition 2022 ra mắt với những đồ họa lấy cảm hứng trong quá khứ và được lan truyền rất nhiều ở trên các mạng xã hội. Theo thông tin chúng tôi được biết, thì cái phiên bản Honda Super R1000 RR SB 30 Anniversary Edition 2022 trong clip hôm nay đã được tạo ra bởi một nhà thiết kế mang cái tên Shinzen Miyakubo, chứ không phải là một sản phẩm chính thức từ nhà sản xuất của hãng Honda. Cũng như đúng cái tên gọi của nó, thì cái phiên bản là Honda Super R1000 RR SB 30 Anniversary Edition 2022 đã được nhà thiết kế phối màu theo ý tưởng nguyên mẫu của cái dòng Super R900 RR vào năm 1992 với 3 tông màu trắng, xanh tông tím, đỏ tông cam, phiên bản lần đầu tiên trong gia đình Flex hiện nay. Và chúng ta quay trở lại thời điểm năm 2014, Honda Anh Quốc cũng đã từng trình làng một cái phiên bản Super R1000 RR Open Tiger đặc biệt. Nó cũng lấy cảm hứng từ cái mẫu là Super R900 RR vào năm 1994. Vì vậy, không khó dự đoán hãng Honda có thể xem xét và cho ra cái phiên bản kỷ niệm 30 năm của gia đình Flex trong thời gian sớm nhất. Nếu có thêm thông tin gì mới, chúng tôi sẽ cập nhật anh em để tiếp theo. Honda Super R1000 RR phiên bản cũ nâng cấp siêu chất với cấu hình cực khủng. Cái dòng Honda Super R1000 RR hiện nay là cái dòng sport đứng đầu phân khúc 1000 phân khối đại diện cho hãng Honda với một thiết kế sâu sắc đi cùng hiệu suất khi học rất cao. Đây là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu của những anh em mê mô tô full color hiện nay. Đến với một bài kênh Nhật Bản thì cái dòng xe của Nhật Bản chúng ta đang nói đến càng trở nên ấn tượng hơn với những thay đổi xuất sắc. Sở chứng minh những thay đổi từ năm 2017 đến tận hôm nay thì cái dòng Super R1000 RR độ trong clip hôm nay là phiên bản cao cấp SB2. Nó được trang bị hệ thống treo cao cấp Holin, phanh của Rambo ở trước, được nhập khẩu từ châu Âu. Đây cũng là một phiên bản nâng cấp từ cái dòng Honda Super R1000 RR SB1 và chỉ được sản xuất hạn đúng 500 chiếc trên thế giới. Tuy nhiên vẫn chưa hài lòng với những món đồ chơi mà Honda cung cấp. Người chủ của chiếc xe này còn tân trang cho cái dàn chân một bộ mâm Ozark Racing cam màu đỏ cực hot, thêm được cái tính thẩm mỹ cực cao, giảm trọng lượng cho toàn thân xe. Ngoài những cái sự cúp mặt, cái thiệp tình đám nổi tiếng, thì bản độ này còn thêm một cái cụm phanh tay lái Rainbow Asset đi cùng cái càng bóng bệnh Latex, ốp bình xăng ANC, ốp nội Civic Racing. Cuối cùng là cung cấp tuyệt đối cho cái khối động cơ lực 4 xanh 1000 phân khối, chính là một cái dòng ống xả Austin Racing Titanium Full System, nâng cao cái động cơ vượt qua con số 190 HP tiêu chuẩn, đem đến cái sự hứng thú khi cầm lái đến từ người chủ. Và giá của chiếc Honda Super R1000 RR SB2 2007 đang bán thị trường bên Thái là gần 25.000 USD, tương đương gần 568 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.